khái niệm về Bát Nhã Ba La Mật. Các bạn thân mến, đây là một bài viết mà mình đã từng in ở trong cái quyển sách Yên ra mắt từ tận cuối năm 2018 lận. Thế nhưng mà những ngày này mới tìm được thời gian để tranh thủ đọc thủ thỉ cho nhà mình nghe nha. Mới hai ngày trước, cả nước cuồng nhiệt trong sự phấn khởi và yêu thương tột cùng vì đội bóng đá trẻ tuổi mà làm nên được những điều kỳ diệu. Vậy mà chỉ một ngày sau đó đã là sự kém vui từ nhiều thứ xung quanh. Nào là sự buồn bực trước một số sự cố không đáng có nè, rồi tâm trạng xót cho một số sự thương nhau thế trót bằng 10 hại nhau nè, rồi cả một số hệ lụy từ cái sự gọi là vui thôi đừng vui quá. Cái hồi đó mình âm thầm nhìn theo những diễn tiến ấy, tự nhiên nhận ra một sự thật: có niềm vui nào mà kéo dài được đâu, có sự phấn khích nào tồn tại được lâu đâu. Có vui, ắt rồi sẽ có lúc buồn bực. Có hạnh phúc, rồi ắt sẽ có lúc đau khổ. Và điều này, đáng buồn thay, đều diễn ra cho mọi sự vật hiện tượng trên cõi đời này, chứ chẳng có riêng gì với môn thể thao vua, lúc đó đang cuốn mọi người vui buồn theo nó. Vậy chứ, bạn ngẫm thử lại xem, có bao giờ bạn vui vẻ, thiệt tình là hoàn toàn vui vẻ luôn, trong suốt một tuần liền mà không bị bất cứ một sự bất ý nào quấy nhiễu không? Có bao giờ bạn khỏe mạnh hoàn toàn trong suốt một năm mà không hề có lúc nào bị uể oải hay là muốn bệnh không? Có bao giờ mà mọi việc đến với bạn luôn luôn thật suôn sẻ tốt đẹp mà không gặp phải bất kỳ một khó khăn hay thử thách nào không? Nếu quả thật bạn được như vậy á, thật là xin chúc mừng bạn. Bạn có thể đang là một trong số 1.000 người ít ỏi của hành tinh này, quá sức là may mắn đi rồi. Thế nhưng hãy nhớ, thế giới này có tới mấy tỷ người lận. Và vì thế, việc bạn vui đó rồi lại buồn đó, hạnh phúc đó rồi lại khổ đau đó, khỏe đó rồi lại bệnh đó, hay suôn sẻ đó rồi lại lận đận đó, tất cả đều chứng tỏ bạn là một con người hoàn toàn bình thường trong số mấy tỷ người còn lại đang sống ở trên thế gian này. Và bởi vì bạn là một con người bình thường, cho nên việc bạn lâu lâu gặp phải buồn, đau khổ, lận đận, bệnh tật, nạn tai, thậm chí là mất mát là những điều khó thể nào mà tránh khỏi. Nghe đến đây thì hẳn bạn sẽ rất buồn và rất xuống tinh thần. Hẳn thế. Tuy nhiên, cái quan trọng mà một khi ta đã hiểu ra cái bản chất không thể tránh khỏi đó của cuộc sống, thì một tâm trạng điềm tĩnh và biết nhìn vượt ra khỏi những điều buồn khổ đó để tâm mình an hơn, để tiếp nhận được mọi cái một cách nhẹ nhàng hơn, đó là điều cần thiết, phải không bạn? Điều đó ở trong nhà Phật dường như gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Theo một bài pháp giảng bổ ích mà mình nghe được gần đây, thì Bát Nhã chính là trí tuệ mà con người ta vươn đến đạt được để mỗi ngày thêm hiểu thấu bản chất của cuộc sống này hơn. Và Ba La Mật chính là sự hoàn thiện, sự đạt được cái đích đến, vươn tới bến bờ bên kia, bởi vì từ gốc của Ba La Mật là Paramita, Param là bờ bên kia và Ita là điều đưa ta đến. Bạn đừng có nghĩ cái khái niệm Bát Nhã Ba La Mật này là một cái gì đó quá nghiêng về tôn giáo nha. Thật ra trong cuộc sống này, bản thân một người không theo một tôn giáo nào, nhưng khi người ấy biết cố gắng mỗi ngày soi lại mình, biết sửa những điều chưa đúng, biết cố gắng mỗi ngày sống tốt hơn một chút, đó là những sự tu tập tốt đẹp rồi. Vậy thì một khi bạn dùng cái phần ý thức tốt đẹp để nhìn nhận mọi sự vật, sự việc đang diễn ra quanh mình và coi đó là những bài học để bạn tham khảo rút kinh nghiệm, cái nào tốt thì ta cố gắng học theo, cái nào xấu, cái nào buồn, tự nhiên mình biết soi vô đó để mà tránh cho mình đừng mắc phải. Điều ấy cũng có nghĩa là bạn vươn đến Bát Nhã Ba La Mật rồi. Cũng theo bài pháp giảng này thì mình mới biết là trên thế gian này có 3 loại Bát Nhã cốt lõi nhất. Đầu tiên là văn tự Bát Nhã, tiếp theo là quán chiếu Bát Nhã, và thứ 3 sẽ là thật chứng Bát Nhã.
Nói tới đây đừng đừng có bị những cái gọi là thuật ngữ chuyên môn hù cho sợ hay là ngán đọc tiếp nha. Mình cũng vậy nè, hiểu và cảm được những triết lý tốt đẹp của nhà Phật từ bao lâu luôn rồi, vậy mà động tới những cái hệ thống từ ngữ của bên Phật giáo là mình ngốc luôn. Cũng may hôm nọ nghe được hiểu rồi, thấy nó gần gũi và hay quá, phải chia sẻ là cho các bạn biết cùng mình này nha. Thứ nhất là văn tự Bát Nhã, đó chính là cái loại trí tuệ mà chúng ta đạt được từ kinh văn hoặc là bài bản, đọc được, học được, nghe thấy, nhìn thấy. Thứ hai là quán chiếu Bát Nhã, là từ những điều mà chúng ta học được, đọc được, nghe thấy, nhìn thấy đó, chúng ta sẽ chiêm nghiệm, suy ngẫm và lấy ra các bài học cho bản thân. Thực chứng Bát Nhã, điều thứ ba chính là khi chúng ta áp được những bài học ấy vào trong cuộc sống của chính mình, để ta thu hái được những thành quả, vươn tới trí tuệ để cảm ngộ được cuộc sống này một cách sâu sắc hơn. Nói một cách nôm na, bạn có thể ví việc mình vươn đến Bát Nhã Ba La Mật này như ta đứng trước một con sông và muốn sang được bờ bên kia. Dĩ nhiên, nếu chỗ sông đó không có cái cầu nào, thì bạn phải tìm được một con thuyền nào đó rồi nhảy lên thì mới sang được bờ bên kia, đúng không? Vậy thì con thuyền đó chính là phương tiện, là văn tự Bát Nhã, là phương tiện ban đầu để bạn có thể nghĩ đến việc sang tới bờ bên kia. Thế nhưng một khi bạn đã yên vị ở trên con thuyền đó rồi thì xin chớ vội vui mừng, bởi vì con thuyền không thể tự thân nó bơi sang bên kia được, mà bạn phải tìm cách chèo nó chứ. Vậy thì cái việc chèo thuyền này có thể ứng với cái khái niệm là quán chiếu Bát Nhã. Bước thứ hai, tức là vận dụng những gì mà bạn biết, kỹ năng của bạn để chèo chống làm sao cho thuyền đưa bạn được sang bờ bên kia. Và cuối cùng, aha, bờ bên kia đã đến, bạn đã chạm được đến nó, và đó cũng chính là thật chứng Bát Nhã, là bạn đạt được sự hiểu biết, trí tuệ về bản chất của các sự vật, sự việc kia. Vậy bạn có thấy cái gì quen quen không? Dòng sông ấy hoàn toàn có thể là dòng đời bạn, mà bờ bên này chính là bờ của đau khổ, của mê mờ, và cái bờ bên kia chính là bờ của sự an vui nhẹ nhõm. Vậy thì hẳn bạn cũng sẽ nhìn ra một chuyện, dòng sông đâu có dễ chèo thuyền đâu, đúng không? Cũng như dòng đời đâu có dễ xuôi, luôn sẽ có lúc tay chèo bạn bị những cơn sóng hoặc rong hoặc rêu hoặc bao nhiêu cái thứ gì đó làm cho ê ẩm, rồi thuyền bạn bị xoay mòng mòng. Điều đó áp vào trong dòng đời có phải chính là những cái thử thách, những khó khăn, những điều làm cho ta bất ý và gây cho ta phiền não hay không nè? Vậy theo bạn, những lúc đó theo bản năng thì ta sẽ nên làm gì? Ta sẽ cố gắng hết sức để xoay sở làm sao vượt qua cho được những đoạn làm cho thuyền ta long đong đó, để cố gắng mà bơi tiếp, để ráng chạm cho được cái bờ bên kia. Hay là bạn sẽ vứt luôn cái mái chèo rồi ngồi đó cứ khóc hu hu, hoặc là sẽ kêu ván lên cứu cứu tôi, cứu tôi. Ồ, có ngồi tới mốt luôn cũng liệu chẳng có ai đến cứu bạn đâu, khi một khúc sông vắng vẻ chỉ có một mình ta hà. Với đại đa số trường hợp thì bằng bản năng sinh tồn, ta sẽ cố gắng hết sức để không bị lật thuyền mà chết hoặc là bị đói chết, đúng không? Vậy thì những con sóng hay những rong rêu có thể làm thuyền ta chao đảo đó được gọi là nhánh Bát Nhã thứ tư, gọi là cảnh giới Bát Nhã. Và cái bản năng mà ta phải cố gắng hết sức để chèo chống cái con thuyền đó chính là nhánh Bát Nhã thứ năm, đó là quyến thuộc Bát Nhã. Áp vào trong dòng đời, có phải cảnh giới Bát Nhã chính là những điều bất ý làm ta đau khổ, phiền não trong cuộc sống đó không? Và quyến thuộc Bát Nhã chính là những điều mà ta cố gắng làm để cho cuộc sống của ta thoát khỏi muộn phiền. Bạn sẽ nghĩ, sợ ơi, cuộc đời là bể khổ mà, ai có thể thoát khỏi nó được chứ? Ừ, dĩ nhiên có ai nói cuộc đời này không khổ đâu. Thế nhưng ta có thể kiểm soát ý thức của ta để làm cho mình bớt khổ, tại sao không? Hơn nữa, đó hẳn nên là một phản xạ hoàn toàn tự nhiên.
cũng như bạn gặp trời lạnh sẽ theo tự nhiên đi kiếm cái áo mặc thêm vô nè, hay là bạn uống phải một ly nước quá nóng sẽ theo bản năng mà chu môi thổi thổi cho nó nguội bớt một chút, thì tại sao ta gặp khổ mà cứ để ta đắm chìm mãi trong đau khổ không thoát ra được? Hẳn có rất nhiều cách để cho ta thực hành quán chiếu bát nhã, để tìm một cái cách thức gọi là quyến thuộc bát nhã phù hợp để hóa giải những cái cảnh giới bát nhã mà ta luôn gặp ở trên đường đời. Biết được rằng thế gian này vô thường, không có gì là mãi mãi, kể cả những gì đẹp đẽ nhất, yêu thương nhất. Điều đó sẽ giúp ta bớt khổ đau mỗi khi đối diện với nhan sắc phai tàn theo tuổi tác, rồi sự mất mát của người thân, hay những sự chia ly, đổ vỡ, vân vân. Đồng thời, trong những bối cảnh khác, cũng chính cái điều không có gì là mãi mãi kia là động lực cho ta nhẫn nại vượt qua những thăng trầm. Bởi vì ta biết, ngay cả những điều xấu xa nhất, tệ hại nhất thì kiểu gì cũng phải đi qua thôi à. Những lúc mà gặp bất ý thì thay vì ta nổi điên lên, tung hê tất cả, để nhiều khi sau đó ân hận muốn chết luôn, ta sẽ ráng hiểu rằng đây chỉ là một loại cảnh giới bát nhã thôi, và kiểu gì thì ta cũng sẽ tìm ra được cái cách hóa giải nó bằng một loại quyến thuộc bát nhã phù hợp. Miễn sao ta ngay trong cái thời điểm đó phải thoát được cơn giận cái đã. Sẽ có N+1, tức là rất là nhiều phương cách quyến thuộc bát nhã mà mỗi người bằng bản năng cộng thêm ý thức sẽ tự tìm ra cho mình trên con đường làm cho mình bớt khổ và phiền não. Miễn là bạn phải tin bạn sẽ làm được thì chắc chắn bạn sẽ làm được. Vậy thì đọc tới đây hẳn sẽ có bạn nghĩ là trong 3 cái nhánh bát nhã cốt lõi nhất, hay là 5 cái nhánh bát nhã mở rộng mà mình mới vừa đề cập đó, thì chỉ có quyến thuộc bát nhã là quan trọng nhất nhằm đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống yên vui và bớt muộn phiền. Ồ, không phải như vậy đâu bạn ơi. Mỗi nhánh bát nhã đều mang một vai trò không thể thiếu được trong một mắt xích liên hoàn mà trong đó cuộc sống không ngừng tiếp diễn. Những gì xảy ra cho chính bản thân ta, đó sẽ là những cái gọi là cảnh giới bát nhã, để từ đó ta tìm ra những quyến thuộc bát nhã cho cuộc sống này an vui hơn. Còn những gì không xảy ra cho chính bản thân ta nhưng lại xảy ra cho những người xung quanh ta, hoặc là ta nghe, ta biết, ta thấy, thì đó hoàn toàn có thể trở thành những văn tự bát nhã, tức là những bài học, để từ đó ta nghiền ngẫm, rút ra những cái bài học tham khảo, quán chiếu bát nhã để đạt được những thật tướng bát nhã nhằm giảm bớt muộn phiền một ngày nào đó ta lỡ sẽ trải qua. Tỉ như là nhìn người khác đau bệnh á, ta sẽ sợ mà tự cân chỉnh lại chế độ sinh hoạt và lối sống nè. Rồi nhìn người khác qua đời, ta sẽ cảm nhận được sự phù du của cuộc đời này mà buông bớt những cái vướng chấp, hay là những cái sân hận nè, những đố kỵ, bon chen hay tham lam, vân vân. Để rồi bạn sẽ nhận ra, một khi bạn nhận thức được điều này rồi, thì mỗi một sự vật, sự việc xảy ra quanh mình đều có thể áp vào những cái nhóm bát nhã này, và qua đó bạn thông đạt tinh tấn hơn sự hiểu biết về bản chất của cuộc sống. Mà cái gì ta hiểu rõ và kiểm soát được nó rồi thì lẽ tự nhiên ta sẽ không còn sợ nó nữa, đúng không? Và từ cái sự bớt sợ và bớt ngại, ta sẽ dần vươn tới sự an lạc, có phải không bạn? Gửi niệm lành cho tất cả. Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mayquy Team.